tên là Nguyễn Hạnh Trang. Con có đi diễn chưa? Sao chú thấy con quen quá vậy? Dạ rồi. Rồi, cái cô mà la khàn khàn tiếng đó đúng không? Dạ. Dạ, lời đầu tiên con xin tự giới thiệu, con là Hạnh Trang. Con xin hân hoan kính chào quý ông, kính chào quý bà, kính chào quý cụ già. Chào luôn mấy em trẻ, chào mấy anh cô khỏe, chào mấy em thanh tao, chào mấy cô chú ở trên cao, chào luôn mấy cậu gì ngồi dưới hấp. Nếu là chào có hấp tấp, xin quý vị hãy bỏ qua. Xin chào hết tất cả cô bác gần xa, từ trong nhà ra phố chợ, dù có chi ngay nợ cũng xin gửi một lời chào. Ai có nói ca nói chào cũng xin chào tất cả, lời chào nghe có đã, xin quý vị vỗ tay. Dạ con xin cảm ơn, dạ con xin cảm ơn, dạ con xin cảm ơn. Thank you very much. Chú Thành nói thiệt nha, cái người mà làm được mà vừa đứng nói một mình rồi đãi miệng rồi thái độ cử chỉ, hiện nay là chỉ có cô Kiều Anh thôi. Người thứ hai là con đó. Mấy tuổi? Dạ con năm nay 7 tuổi. 7 tuổi hả? Dạ. Rồi năm nay trở lại là chắc rút kinh nghiệm rồi phải không? Dạ. Rồi cố gắng diễn gì hay hay nha con nha. Dạ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, kính thưa quan viên hài họ, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, và ngày hôm nay nếu được bà con trong làng, tôi xin thành thật khắc cốt ghi tâm toàn thể chư vị cái tiên tôi, và tôi xin đạt được hình pháp để vị đạt được danh vọng. Vì sao có thể nhận được chức xã chủ khi đó có lộn danh dự, đồng thời đó còn là cái trách nhiệm của tôi, và tôi biết được đó sẽ là một cái năng chịu trên đôi vai này. Vâng, sự phát triển của hiện tại, vâng, và đời sống thì có thể nói rằng có thể đến được với những cái gì gọi là tầm cỡ vi mô, và trên, vâng, thưa quý vị có thể nói rằng trong tương lai gần, và tất cả đúng ra những sự như vậy. Vâng, vâng. Đã chiến thắng vang dội. Chúc mừng con được 2 triệu đồng ạ. Hồi nãy giờ cũng nhái mấy người trong cái đoạn vừa rồi. Một ạ. Dạ chú Trấn Thành. Có lại lái cô chị Phi Tinh Dân nữa nghe. Không 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 không. Tại chắc do cái giọng đó thôi. Rồi, do cái giọng. Tại vì biết sao cái tuần này là tôi diễn, tôi đóng vai ông xã trưởng, một cái ông mà phát biểu mà ngớ ngẩn, nói mà cái câu văn nó không có nghĩa. Nhưng quan trọng là lúc tôi nói là tôi làm cho cái câu văn nó không có nghĩa, mà nói rất nhiều. Mà con bé nó học thuộc được cái đống nó mới ghê thiệt. Cái đống đó nó không có nghĩa. Còn học thuộc luôn hả? Dạ. Trời, ghê thiệt, lợi hại. 2 triệu. Dạ, con xin phép chú Trấn Hạnh với chú Hồ Tiến Quy với chú Trần Gia. Tại dùng hai này con làm bà của mấy chú. Được, được. Rồi, trong kịch là bà có tát mấy cháu không? Dạ không. Ừ, vậy mới được, con diễn nha. Thi tiếp không? Dạ có. Rồi, thi tiếp. Cảm ơn con. Rồi, 60 giây, bắt đầu. Huy ơi là Huy, bà già cả rồi, mà sao con không chịu ở nhà giúp đỡ bà vậy hả Huy? Mà sao con đi hoài vậy hả? Huy ơi là Huy. Huy! Mày là cái thằng vô dụng, mày chả làm được cái gì cả. Mày là cái thằng vô tích sự. Bà đang nói mày đấy. Mày nhìn ba mày này. Bây giờ mày nói xem mày làm được gì. Hả? Mày nói cho bà mày nghe coi. Hả? Lúc trước mày giả vờ yêu, còn bây giờ mày giả vờ điếc à? Đã chiến thắng rồi. Chịu. Chịu. Bé chửi mà chịu. Chửi mà đầu tư vậy chịu. Tại vì đó, cái này nếu người khác chỉ thì không cười, nhưng mà tại vì con nhấn nhá quá đã đi. Đúng. Nên nó cười. Chứ còn giả vờ yêu giả vờ điếc thì cũng bình thường thôi, nhưng mà con nhấn mà con diễn, con diễn thật, con hóa thân thật. Tại vì quan trọng là con ra người ta tin con là bà già thiệt. Đúng rồi. Đó, hơn thua nhau là cái thiệt hay không thôi. 10 triệu. Tiền quá trời tiền, không biết làm gì hết. Lấy 10 triệu về phải không? Đi tiếp. Tiếp hả? Đi tiếp. Rồi bỏ vô đợi. Rồi. Anh Hà Lâm Giang ơi, mới bài em thôi. Bây giờ xuống dưới nè. Xưa mà giả vờ điên, giờ mà giả vờ điếc ha. Ừ. Rồi coi, sẵn sàng nha. Dạ. 60 giây thời gian, bắt đầu. Cái hôm bữa
bữa tôi đi lên chiếc xe buýt, cái không có chỗ ngồi, cái nó bắt tôi đứng đu vậy nè. Cái thằng tài xế nó chạy 180 km/h một giờ, mắc cái gì mà nó thắng gấp là cái phạt. Trời ơi, lụng nhằn công tại phía trước. Ông quay qua ông nói quá trời luôn. Ông nói bây giờ sister, tôi hết tiếng ta, tôi sát tôi phi, hết ta. Bây giờ tôi nói 1 triệu má tôi còn không hiểu nữa. Bây giờ ông biết nói tiếng gì hay không? Nó không trả lời là mình biết là người ta chỉ nói được tiếng Anh thôi. Mình phải ứng khẩu với người ta. Đêm thôi người ta nói mình khi dễ đúng không? Con tôi nó dạy 3 triệu giết nô kỳ nấu liền mà. Nó nhờ nói vậy mình bị cảnh sát bắt đó. Biết sao bị cảnh sát bắt không? Quýnh lộn. Trời ơi tôi nó hiệt nghiệt ngã. Cái thằng Tây nó rớt cái bóp tiền. Nó quay qua nó hỏi: ê mày có lấy bóp tiền của tao không? Yeah. Bây giờ mày trả không? No. Tao đập vô mặt mày nghe. Ok. Mình đã chiến thắng vẫn rồi. 20 triệu. Biết sao không? Con chị của chị Hương đúng không? Của tôi luôn. Ủa vậy hả? Mà cái con dễ thương, con nhái một nghệ sĩ mà con mang lại cái sự tích cực, con nhìn thấy dễ thương, mà quan trọng bé đáng yêu, mà quan trọng như này Giang, nó nhai đúng từng chữ một mới ghê, mà nhịp nhàng lắm, nó nhai nát cái đĩa đó. Con có khả năng biểu diễn rất là tốt và khả năng bắt chước là một trong những khả năng của nghệ sĩ cần phải có. Phải có làm nghệ sĩ được. Tất cả những nghệ sĩ hài đa số họ đều sao chép cuộc sống lại thôi. Cái yếu tố bắt chước là cái yếu tố hàng đầu của một diễn viên hài. Phải sao chép được. Trời ơi, giỏi quá. Yes, trả không? No. Ê, mày có lấy bắp tiền của tao không? Yeah. Bây giờ mày trả không? No. Tao đập vô mặt mày nghe. Ok. Cái thái độ đó. Cứng là cứng cái thái độ đó đó. Đây ơi. Dạ. Ba dòng là có duyên quá. Quá có duyên, tôi khen. Mà ái mộ tôi mừng lắm. Học thuộc tất cả các tiểu phẩm của tôi. Bây giờ cho hỏi nè, có đi nữa không? Dạ. Vậy sao đang hay mà không đi nữa? Dạ tại vì con còn một tiểu phẩm nữa nha, mà con nghĩ chắc là mấy chú sẽ không cười. Vậy hả? Uổng quá vậy, đang yêu mến quá mà. Bây giờ dừng lại là lấy 20 triệu thôi đó nha. Dạ. Và lấy xong rồi diễn tặng tôi có đó được không? Dạ được. Nha. Dạ. Rồi, trời ơi thương quá, đang coi thích quá nè. Kính thưa bà con, tôi xin thông báo một chuyện vô cùng hệ trọng. Vì nhiều khi quý vị đã biết, hiện nay tầng khí quyển đào lũng cái tầng ô dân, còn không đứa nào dám leo lên giá. Mà giá được cũng không có kỹ thuật giá. Bên cạnh đó, hiện nay tầng thế giới càng đông, đất chật người đông, đất càng đầy mong đất càng chật người. Bên cạnh đó, gỗ bắc cực đang ngừng sinh sản, một số là loài động vật nguy hiểm đang ngừng triệt lông. Bên cạnh đó, khí hậu thay đổi toàn cầu, trái đất nóng ngừng lên để bảo vệ cho môi trường, bảo vệ cho thiên nhiên, bảo vệ cho hành tinh xanh lè của chúng ta. Và đề nghị bà con phải làm gì hết sức thận trọng. Đó là tôi đề nghị bà con không nên ăn thịt chó. Hay, công nhận. Chứ nãy thi là thua rồi. Hay quá con nhỏ. Con biết là cái nào người ta cười, cái nào không cười luôn ghê không? Thông minh thiệt nhỏ này. Con biết giống như là con biết trước vấn đề vậy đó. Ghê thiệt. Chứ nãy thì là thua rồi. 20 triệu xứng đáng mà con. Rồi. Nhỏ giỏi thiệt. Nhưng mà cho chú Thành hỏi nè, là con là ở nhà là con coi hài chú nhiều lắm luôn hả không? Dạ có. Thuộc luôn quá trời luôn. Có coi cái nào khác nữa không? Dạ. Con thích nghệ sĩ nào nữa, con nhái thêm người nữa cho chú coi coi. Dạ coi Việt Hương. Con thử đi, con thử nhái cô Việt Hương đoạn nào cho chú coi coi. Dạ, bài Cô Bé Mặt Khăn Đỏ. Rồi, Cô Bé Mặt Khăn Đỏ thử nha. 2, 3. Là ra ý, bác tiều phu, bác đi đâu vậy bác? Bác đi vô rừng kiếm củi. Ý, kiếm củi chi vậy bác? Bác đi kiếm củi về, bán kiếm tiền mua gạo nấu cơm ăn chứ làm gì? Ý, ông mười không bán phở ngon quá trời, sao bác không ăn mà ăn cơm chi vậy bác? Mày bị điên hả? Ông mười không bán một tô phở tới mấy chục ngàn, tiền ở đâu ra tao ăn? Cơm mà còn không có ăn nữa kìa. Ý, vậy ăn cơm chi vậy bác?
Còn cơm bây tao có sức để tao đánh mày đồ con quỷ cái. À, sao bác đánh con? Thôi thôi, cho bác xin lỗi nha. Con có sao không? Vậy theo bác thấy có sao không? Rất là có năng khiếu. Và chú Thành hy vọng là con cũng sẽ giữ cái niềm đam mê này. Nhưng mà có một điều mà chú muốn nhắc con là, con làm gì làm, khi con diễn lại một cái gì đó, con phải nói cho rõ. Dạ. Hiện nay con nói nhai chữ mà nhanh quá. Dạ. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Dạ hiểu. Ừ. Chú nói nhanh nhưng mà nghe phải nghe được. Còn con nói nhanh tới mức độ nghe hỏng được. Dạ. Khi người ta nghe hỏng được là người ta sẽ hỏng cười. Nha con gái nha. Nhớ nha. Dạ. Rồi, chú tặng con 20 triệu. Cảm ơn con đến với chương trình. Dạ, con xin chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Hành Trang. Năm nay con 8 tuổi. Và hiện tại con đang học lớp 3. Và con đang học trường tiểu học Trường Hương 1. Trong các môn học mà con đi học thì con thích nhất là môn mỹ thuật và môn tiếng Anh và môn toán. Ngoài thời gian trên lớp ra, ở nhà con cũng thích xem hài của chú Trấn Thành và chú Trường Giang và chú Hoài Linh và cô Diệp Hương. Con rất hâm mộ cô chú và con rất thích chú Trấn Thành và chú Trường Giang. Ở dưới quê con thì không có cơ hội để gặp được cô chú, nên là con đã kêu mẹ đăng ký chương trình Thách Thức Danh Hài để cho con gặp được cô chú. Anh Trang từ nhỏ rất là đam mê ca hát và diễn xuất. Bé hay thường mở YouTube để nghe cô chú ở trên mạng hát, rồi bé hát theo. Rồi bé vẽ mở hài của chú Trấn Thành và chú Trường Giang. Bé cũng xem hài của các chú rồi bé cũng diễn xuất theo. Làm gì vậy? Ngày đời tụi bay cũng ra đây đá lên rồi phá là phá xấu tụi bay biết có biết ổn lắm không? Không có bán buôn gì được chứ đi cái đám tụi bay nghe chưa? Quên cái đám buôn hả? Còn hậu rõ ràng nữa chưa? Ha, tao không nóng lên tao chửi mày không được nha mày. Mày nhỏ nhất mà cái miệng mày là lớn nhất cái xóm mày là mày nha. Còn nhỏ gái trời nhỏ dễ sợ. Mắt còn không lỡ nhà học bài không lo ca hát. Con gái trời cái mời đi theo thùa đi bếp lúc đi ha. Ai hát dân ca đi ra đá banh. Con gái mà đá banh làm sao? Thành Trang lúc lên 2 tuổi thì bé hát được những bài hát dân ca. Rồi bé ở nhà cha mẹ hay đi làm rồi bỏ ở nhà thì không có ai ở nhà với chồng bé, cho nên là dẫn theo ra giường rồi để cho Thành Trang ngồi ở góc nào mát mát đó. Rồi cái nó lấy đem theo cái điện thoại cho nó xem. Rồi cái nó mở vô nó xem cái nó bắt chước nó hát theo, mà nó hát nó thuộc hồi nào cũng không hay. Trang thì coi trên TV thì thấy nhiều chương trình nào anh Trang nó cũng đòi đi thi hết á, mà cha mẹ thì ở nhà làm vườn ruộng á, ít có không lắm. Kêu nó thôi con ơi, để sang năm đi thi chương trình khác, mà nó đòi một hai mẹ ơi cho con đi thi đi. Nó năn nỉ hoài, viết rồi thấy vậy thôi cũng đăng ký cho nó đi thi. Thì cứ cho bé để thỏa lòng đam mê của bé. Tiêu chí của chương trình là thí sinh đạt được 40 triệu mới được vào vòng gala. Còn tiêu chí thứ hai là được thí sinh ấn tượng. Hạnh Trang may mắn được vào vòng thí sinh ấn tượng, cho nên Hạnh Trang sẽ được thi vào vòng gala. Gia đình thì cũng rất vui, cũng cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho Hạnh Trang để cho Hạnh Trang bước vào vòng gala. Sắp tới con sẽ thi gala của chương trình Thách Thức Danh Hài. Mong mọi người ủng hộ con nha.